Chào mừng các bạn đến với kênh Tiến Tài của mình. Kênh Tiến Tài là nơi hội tụ chia sẻ kiến thức về xe máy cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mới trên xe máy. Hôm nay mình đang có mặt tại ở khu vực Hóc Môn. Đây, mình có tại khu vực Hóc Môn ở địa chỉ là 3/4D Phan Văn Hớn, ấp 1 Xuân Thế Thượng, Hóc Môn. Cửa hàng Thanh Luân FI. Cửa hàng Thanh Luân FI chuyên về sửa xe. Đây, để mình quay sơ cho các bạn xem ha. Một cửa hàng khá lớn ở khu vực Hóc Môn của mình. Bản hiệu Castrol. Đối với một bản hiệu Castrol, đây là bản hiệu về rất là uy tín nha các bạn. Khi mà các bạn đi sửa xe hoặc là bảo trì xe máy mà ở ngoài thì các bạn nên tìm những cửa hàng uy tín. Thứ nhất về cửa hàng, thứ hai là trang thiết bị, thứ ba là về tay nghề của mình. Đối với những mà cửa hàng to như thế này thì các bạn cứ yên tâm nha. Cái độ tin cậy của nó là khá là cao. Đây, để mình đi qua quay cho các bạn xem ha. Hôm nay mình tới đây mình giao cái máy smart tool này giúp cho các bạn xem ở địa chỉ này: 3/4 Phan Văn Hớn, Xuân Thế Thượng, Hóc Môn của anh Luân. Anh Luân anh được đào tạo đầy đủ và trang thiết bị đầy đủ. Hôm nay anh trang bị thêm là cái máy smart tool. Đầy đủ phụ tùng đi anh đi hả chị, em vào cái máy cho em quay cửa hàng chút nha. Đây một cửa hàng khá là chuyên nghiệp ha. Đây quy trình bảo dưỡng xe máy ở cửa hàng Thanh Luân. Đây, đầy đủ quy trình phụ tùng đầy đủ. Cửa hàng của mình vừa sửa chữa và vừa bán phụ tùng xe máy ha. Đây, đầy đủ công nghệ. Cửa hàng rất là chuyên nghiệp ha. Đang sử dụng cái motoken hay là cái mạch đây? Dạ, cái mạch này. Làm cái gì, nâng cấp cái mạch đây lên. Có hết mấy triệu? Dạ. Đây là của cái tròn, nó cho cái mới, cái đẹp mới. Còn cái ba lấy cái cũ ra đi nâng cấp ra. Ừ, nhắc chiếc winner ra đi. Chạy mạnh lắm á, chạy hồi chứ không mớ quá. Đây hỏi ông vô đi. Chạy không á? Mình bên đâu? Mình bên khách tròn nhưng ngôi nhà có cái nào? IDS. Ok.
tới giờ mạnh mà. Mạnh lắm. Chùm luôn. Chùm luôn rồi chùm. Thiệt. Sáng có chửi đi xèo đây. Em gọi là gì hả? Như mạnh vào cái cục. Ok. Rồi thằng này lấy nguồn ha. Rồi vô smith kia á. Ha. Vô rồi vô smith kia á. Smith kia rồi Honda. Rồi một giắc. Nè một giắc. À, lắp trình tự động. Rồi khoan em. Rồi giờ anh Lưng kết nối với cái điểm đó đi luôn. Cái điểm trước con điện trở thấy không? Đó, cái điểm trước điện trở. Đúng rồi. Nhớ khi để vô, cái này là cái kim mình đâm xuống nó có độ ấy. Khi đưa vô anh đừng có đụng như là những cái chân khác nha. Khi đụng nó sẽ bị lỗi á. Rồi, rồi tiến hình đọc là full kia đi đi. Giống không? Rồi, à, đó. Là nó ra là thằng này là tới là kia thứ hai rồi nè. Ha, kia một thông thường hai kia đầu là giống nhau. Cái thằng này á là đã đăng ký là một remote rồi, thì phải remote này không? Hình như remote này ha. Dạ đâu phải. Đúng rồi nè. Anh đã đăng ký cái remote này rồi nè. 50 nuôi nè. Cái kia đọc ra sao? Nãy là nó đọc ra sao? Bốn máy gì luôn hả? Không đâu, nó chỉ ra vậy thôi chứ. Nè, nó ông chỉ cho, ví dụ như là khách hàng đưa anh một cái hộp như thế này. Kêu là anh Lương ơi, đăng ký dùm một cái remote. Được chưa? Sau khi kết nối này đọc cái thằng này ra rồi á thì mình không cần phải chụp màn hình gì mất công lắm, nó lâu lắm. Anh cái việc nhấn một cái phím là F2 đi, nhấn F2 đi. Rồi. Đó, tự động xong nhấn Enter một cái nữa. Rồi. Nó kêu nè mình bật cái FOB lên nè. Có nghĩa FOB mới của anh mua về, anh cái gì bật từ đỏ nè, từ đỏ sang xanh nè, rồi bấm Enter cái rồi tự động nó đăng ký luôn, không cần phải làm gì hết á. À. Đó. Thật sự mà về phá thông minh hay gì á, cái hàng này làm rất là nhanh. Nó đang nhập. Rồi, không sao đâu. Để em ngắt ra cho em chỉ cho cái tính năng mới nữa nè. Anh ấy anh ngắt ra đi. Không sao đâu, ngắt ra cái này xong rồi. Đó. À, vô smart key lại. À đúng rồi, một cách luôn. Rồi ok. Lập trình tự động. Nè anh thấy nè. À, đọc đúng không? Xóa, khôi phục, copy key hoặc là ghi key mới. Thật sự mà nói á, mấy anh chỉ em thấy là đa số về chỉ là thêm chìa khóa là nhiều đúng không? Thêm chìa khóa cứ việc vô là đọc full key ID, xong rồi ấn F2, xong rồi Enter tự động nó làm hết. Hoặc cái khó nhất của mấy anh á là chính là cái mà về phần mà thay ISO á. Thay gì mà không có thiết bị phải đồng bộ với ISO với thằng IC đúng không? Thằng này không cần, anh chỉ cần vô rồi anh copy thằng này. Anh thử đi, anh chuyền vô đi, xuống xuống copy ISO đi. Anh chấm lại luôn đi anh Lực. Ngay điểm đó nha.
Rồi, copy đi. Enter đi. Nè, nó thông báo đó. Chức năng sẽ thay đổi dữ liệu của SU mới. Bạn đồng ý hay không? Đồng ý thì ok. Rồi nè, nó nói mình nè, kêu mình nè, kết nối với SU 1 đằng này. Ấn phím chọn để được để đọc dữ liệu của SU 1 rồi enter. Nó xin lỗi kết nối vậy. Chúng không xin lỗi kết nối này. Chưa anh. Chưa nghe điểm á. Ấn mạnh xuống giúp em. Đúng rồi, làm lại. Thoát ra làm lại. Rồi xuống cặp PSU. Rồi enter. Rồi ok. Rồi ok. Rồi, xong nè. Thấy không? Xong rồi nó báo cho mình nè. Kết nối với hộp SU 2 nè. Trong trường hợp này á, anh tháo này ra. Anh lấy ra luôn. Xong rồi lấy hộp SU thứ 2 á, ghim vô rồi enter cái là xong. Vậy là xong á. Kể cả sau này, kể cả thằng Yamaha, thằng Suzuki cũng làm phương pháp này luôn. Thằng Yamaha nó không có phương pháp đồng bộ nha. Anh phải làm cái phương pháp này á. Giống như giờ ví dụ mấy anh em thợ đi ha. Cái hộp mà Yamaha hư á, đưa anh về anh bán cho cái hộp mới, bắt buộc anh cũng phải cọc pin này về, ta đút lên ta mới xài được nha. Chứ không là không xài được. Mình copy cái đúng rồi, copy nguyên những bộ nhớ này thảy qua kia. Kia chính xác là nó vừa copy là xem ID, key ID nó copy hết, còn không mà bán cái hộp kia về mấy anh em thợ không xài được. Kể cả những anh em thợ khác ví dụ mất hết này, anh kêu gửi cái này hộp lên cho anh đi, anh đọc rồi đăng ký về rồi gắn lên xe mà xài thôi. Nếu mà lẽ nhất là mình chỉ xài cái này thôi là lẽ nhất phải không? Đúng rồi, copy nguyên cái qua luôn. Đa số là về thấy là mấy anh sẽ sử dụng chức năng thứ nhất là về đăng ký thêm, với hai là copy SU là nhiều á. Còn cái, yeah. cái này là mình ghi gì anh? Cái này là copy, là copy ECM ID nè. Ghi gì đó? Ghi là ghi ECM mới. Có nghĩa là mình không copy thì mình vô đó mình ghi ECM mới. Thay vì nãy của mình á là mình cái hàng trên cùng là ECM ID đúng không? Thì hàng này mình ghi ECM mới, tự động nó đưa lên đó rồi mình nhấn nguyên giải ECM mới vô rồi enter là xong. Thay vì mình không copy. Ghi ECM mới, copy, ghi lại key ID mới nè. Hàng trên này là của key ID, khôi phục xóa rồi khôi phục lại hoặc là copy key ID đều được hết. Đầy đủ. Làm nhanh lắm á. Sau này ví dụ anh em thợ nào mà về fastmat key á, ví dụ mất, thứ nhất mất, hư, anh cứ nhận đi rồi về anh lấy máy anh làm, mình đảm bảo đưa cái hộp về, đưa hộp lên mình làm rồi khách đưa vô xài thôi chứ không thao tác gì nữa hết. Giống hiện tại bây giờ tụi em cả nước gửi về, tụi em làm hết rồi đút lên, miễn sao gửi cái hộp này về cho tụi em. Có cái gửi cái hộp này về đi rồi mọi muốn làm gì làm, muốn đăng ký thêm mua hộp mới hay làm gì có trên này hết. Hàng này ok ha, yeah. Kể cả smart key của hàng da su làm y như vậy thôi. Hàng này cũng vậy này, lập trình thủ công nè, nói chung xài được. Hàng này vẫn giống như hàng kia thôi, nhưng mình xài hàng kia đi nó nhanh hơn em. Rồi chỉ thêm một chức năng nữa nè, giống như hiện tại mà SU, ví dụ anh đem về mà SU á, nhưng FOB này anh không biết nó có thằng nào đúng không, anh vô chức năng kiểm tra đồng bộ này giúp em nha. Nè, để mình kiểm tra cái thằng này của thằng nào, thay vì anh đọc ra nó lâu lắm. Đây, nhấn enter một cái thì nó báo mình á là bắt từ đỏ sang xanh nè, xanh đúng không, enter một cái FOB này đã được đăng ký với này rồi xong, nên khỏi còn phải đọc ra, thao tác nhanh. Có nhiều anh á, giống như ví dụ những anh khách hàng như thế này nè, anh tới anh á mua cái này về đăng ký,
xong rồi quay lại nói anh á là đăng ký không được, thì cách anh kiểm tra là coi người ta đã đăng ký thằng này cho này hay chưa. Chứ giờ ta mình nhả anh này á về mà vô tình anh đó đã đăng ký cho cái hộp rồi mà ảnh lại thao tác không được á, thì vô tình trả cho anh bán cho người khác không đăng ký được. Bằng cách đưa vô kiểm tra cho em à. Là như là bây giờ là thằng này, ví dụ như là cái SEO này. Dạ. Mà mình muốn thêm một cái này đó. Thêm một cái cái remote. Cái remote. Đúng rồi. Thêm một cái remote nó vô trùng vô cái mà lập trình tự động. Lập trình tự động. Đúng rồi. Đúng rồi. Đọc full key đi ra. Đọc full key đi ra. Ha, đọc full key đi giống như hồi nãy ra của mình, xong cái mình nhấn là F2. F2 xong rồi nhấn enter cái nữa rồi xong. Là tự đó sẽ thực hiện cho mình. Khi mà mình nhấn cái thằng F2 á, xong nhấn enter cái nó bảo mình á là cái chìa khóa mới nè, bật từ đỏ sang xanh. Anh cứ việc để bật từ đỏ sang xanh đi rồi tự động nó nhập vô. Tự động nó nhập hết quy trình đó rồi là tự động nó đăng ký cho mình. Mình không cần phải đăng ký. Về Smart Key hay là về chuẩn đốc này nó chuyên sâu, thật sự nó chuyên sâu nhiều. Mấy thằng này vẫn tương tự là kể cả về Odo này cũng vậy nè. Tua đồng hồ à? Tua đồng hồ. Có tua đồng hồ không? Lấy vào luôn. Không có tua không có luôn á. Còn cái phanh ABS là sao anh? Phanh ABS mình kiểm tra lỗi. Thứ nhất là kiểm tra lỗi, thứ hai là mình kích hoạt kiểm tra luôn. Giống như là vô ABS đi. Vô ABS đi. Vô ABS đi. Rồi chọn enter nó đi. Đúng rồi, Honda đi. Rồi anh luôn tháo nó ra. Nè, nó vẫn nè. Đọc lỗi nè. Lịch sử hiện hành, xóa mã lỗi, dữ liệu, kích hoạt. Có nghĩa là phanh ABS khi mà báo lỗi mình đâu có biết mã lỗi nữa đâu. Nó là một chuỗi, mình phải dựa vào con này mình đọc ra mã lỗi cho nó. À, ví dụ nó mã lỗi ví dụ như báo là thứ nhất ví dụ điện áp nguồn cao thấp hay cái gì đó thì mình mới biết được. Xong mình xử lý phần đó mình xóa lỗi, tại ABS nó có lỗi thì nó không hoạt động được ha. ABS mà có lỗi là nó sẽ không hoạt động. Xóa lỗi, khắc phục, xóa lỗi xong rồi nó mới hoạt động. À, hoặc là dữ liệu của ABS mình xem về tốc độ hay xem về cái thông số nào trên đó có luôn. Dạ. Hoặc là kích hoạt. Mày là mình kích hoạt là giống như nãy mình kích hoạt cái cục kia mình vừa chạy mình vừa kiểm tra không à? À, kích hoạt có nghĩa là có con da không? Con da này không? Con da này. Cũng được. Qua mở con này đi đưa cho kích hoạt nha. Ê. Này cũ mà. Có FI không? Không, nó không. Không có thôi. Có cái Sigurd. FI không? FI. FI dắt ra đi, em chỉ với chức năng kích hoạt để mai mốt là biết đường kiểm tra. Hoạt mà nó đâu có ABS rồi. Thì không. Không cần. Có nghĩa là thằng này chức năng kích hoạt này nó vẫn giống nhau. Thì mình vô kích hoạt nó có những chức năng nào thì mình kích hoạt, em sẽ chỉ cho chức năng kích hoạt bên trong da. Nãy giờ men siêu út đều hoài. Xe nhà hả? Đồ ngon. Chùm mền luôn. Bán năm mới được chiếc xe à? Bán năm mới được chiếc xe phải không? Đợt này đạp rồi đi Nhật đó mà. À. Không, có nghĩa là cái con này của năm rồi. Năm trước nữa. 2 năm. Thì bán năm mới được con. Ngon lạnh. Cả thành phố mình được mấy chiếc anh luôn? Toàn Việt Nam 66 chiếc. Toàn Việt Nam mình 66 chiếc. Số mình cũng nhiều à. Ủa là nó toàn bộ là Suzuki thôi chứ nó đâu có xe nào hơn nữa hả?
Quốc Thái nè. Lâm nè. Lâm nào? Lâm cái chỗ chung cư có nghĩa là những cửa hàng lớn rồi anh gì ta, anh Hiếu Quy Bình có không? Quy Bình có, Quy Bình bán lâu rồi, Quy Bình lấy về nó bán luôn à, không bị mất giá. Xe anh cứ lấy ra mua 30 triệu anh đâu bán đâu, lấy biển số rồi xong mua 30 triệu bán rồi. Sao không đẩy luôn? Gì? Không đẩy luôn? Để nó chơi. Kỷ niệm à? Tấn có không? Tấn có không? Tấn bên chợ. Tấn Tây Ga. Gần Bình á. Có cái hai cái dắt nhỏ như vô á. Có cộng dây là có hai dắt á, lấy ra thôi à. Rồi, kết nối đó đi. Mấy cái dây mà xài con FSU FI300 á, là mình xài mấy dây kia được không? Một dắt về được không? Chơi xe gì? Nói chung là lên á. Nhưng mà chơi xe gì? Ba cái... Được. Tất cả hiện tại anh coi là dắt cái này nè. Là xài gì? Xài chung. Một dắt là xài chung hết rồi. Nó chỉ phân biệt ra là đời xe. Tại vì thứ nhất á, anh biết tại sao phân biệt đời xe không? Tại vì thứ nhất á là cái dắt của anh nó không bị cắt. Nó làm đủ hết rồi. Nó không bị cắt chứ, trừ là nó chung á. Tại vì nó khác là thứ nhất là dắt xi nhan. Dắt xi nhan, dắt quá nguồn thôi. Thằng kia nó có hai nút. Hai nút thì nó sẽ là hai cái dắt bên đây. Không có loại một dắt về mà hai nút. Một dắt hai nút hả? Một dắt hai nút. Ủa làm sao có ta? Chỉ có xài á, là hai dắt mà cái núm của thằng này. F1 có là chừng nào cũng có xài đó anh. 11 có sẽ có chức năng về F1. Em mà quăng lên trong ngồi nó qua tua nhiều lắm. Ít nhất là như đây nha. Chắc là tua cho thợ nhiều. Còn cái vậy như mình không ở tua nó, mình chỉnh nó ngược lại thằng 1 thôi ha. Đúng rồi. Ví dụ như khách hàng nào mà vô mà ấy á, khi ấy cho ta chạy thử. Dạ. Mà ta cảm thấy mà ok thì lấy tiền, còn không thì mình trả lại cái phiên bản 10.500 rồi xong. Vô nó thấy lên là khoái không? Nó lên được là nó khoái à. Rồi, nè, kết nối luôn đi. Lấy dây nguồn này ra kết nối luôn. Lấy cái cọng này nè. Xong lấy nguồn. Gửi cái bộ này nha. Rồi, như nhau. Cái bộ này á, là của SH300. Zin không? Gì? Zin không? Bộ mới hả? Nó zin mà. Đó, thằng ghép. Thằng ghép. Ai nó nói là cái này là hàng ghép nhưng mà nó là cái con này zin đúng không? Tháo ra thử đi. Dạ đi. Tháo nhẹ ra thì nó gãy cái này. Cái gì nhẹ ra. Lấy dao mượn nha. Tại vì biết sao không, con 300 á, cái mặt nó không phải mặt này đâu. Mặt màu xanh phải không? Không. Gì? Mặt không có mặt này à. Có nghĩa là nó là dạng mũ, nó khuyết xuống. Cái dạng nó ghép hai cái mót vô không? Đúng rồi, nó ghép nhưng mà mấy cái con này là zin, nó nói anh zin là nó biết. Anh cười ra đây em chỉ cho coi. Con nó phải tắt mở nha, tắt khóa mở khóa, bấm chọn độc lỗi, xong rồi kêu tắt khóa mở khóa, cái chữ IG
Câu này anh cãi ra anh có đọc lần nào chưa? Chưa. Cái này nó gửi nó đưa anh, tại vì nó tao mới khó phá sợ bánh cây mày nè. Có cái nào đọc rồi nè, đăng ký rồi nè. Thì ai biết thì nó nói gì á, nó nói là cái con này là nó là gin, còn cái này là nó ghép. Ý đâu phải là nó không nè. Phải là đầu nguyên một bộ đúng một... rồi ừ. Nè cái mã này đâu phải của anh ấy đúng không? Tại vì hết thắc ý là em nhớ là K53. K0 này nè. Ở Việt Nam mình hiện tại là với K0R hoặc là K1F. K0R là của SH20. Thôi chút rồi lấy ra đọc lại có phải không? Được hết à. Nó chỉ không có chức năng chống dắt thôi. Tại nó đưa anh bộ này nè. Dạ. Rồi nó cảm thấy mấy cái thằng nó đi học đâu bên DTD cái gì á. Ừ. Rồi nó kêu mua giùm cho nó mấy cái con này nè, mà cái thằng đó thì nó bán cái con này nó bán cho anh là 400.000 một con hay 450 gì đó. Rồi anh mua cho thằng đó 2 con. Cái này hả? Ừ. Mua cho nó 2 con để nó về, nó mới đi học về nó tập. Rồi anh nói mày có bộ nào thì tao bộ, nó đưa anh bộ này nè. Những bộ về mà nó đưa anh 900.000. Rồi. Đưa anh 900.000. Nó đưa về tao phá coi sao mà hổng gà giờ chưa có dám ghim vô cái kia. Không bình thường hết trơn ha, bình thường. Mình vô cái phần nào bé của mình. Hả? Không không, cái đó mình vô chức năng kích hoạt á. Ok, được, mấy bộ này xài được. Bán, một con bữa nó bán, bữa anh mua cho đó hai con. Tháo bugi ra đi. Con đó, tháo bugi ra đi, họ chỉ cho. Ừ, tháo bugi ra đi, đọc lỗi mới được. Lắp được hết trơn á, cái dắt 33 chân nó xài chung á. Có nghĩa là nó khác với thằng kia ở chỗ này nè. Thằng này á, nó chỉ có là tìm xe và mở khóa, nó không có chức năng chống dắt, chỉ vậy thôi. Để đúng về nó không? Đúng về nó không? Đúng không? Đúng không? Không có thời gian đi học đó. Xong chưa? Tại này lại chỉ cho chức năng là này nè. Chức năng mà mơ mốt mình đang nhiều động cơ Yamaha. Con này là trước 2018 hay sau 2018 ta? 2018. Đây, của mình thay vì nãy giờ giống như thằng kia đi, mình sẽ chỉ chức năng là bên kích hoạt. Nè, cầm đi, cầm lại kích hoạt luôn. Rồi vô kích hoạt đi. Rồi ok. Nè. Có nghĩa là chức năng mình kiểm tra là từ ECM ra luôn. Để coi là nó hư phần nào. Giống xe này nè, hiện tại giờ không đến lửa nè. Thì mình không biết là bị thứ nhất kích hay là IC mô pin hay là bị cái gì đó. Thì mình sử dụng chức năng này để mình loại trừ. Ha, rồi thử mô pin đánh lửa đi. Rồi vô mô pin đánh lửa. Rồi kêu một bạn Phan. Ôi sao là lỗi dắt khách nói nha. Đúng chưa? Đúng như màu xanh. Cái này gì vậy? Đúng rồi, nhìn màu xanh đúng rồi mà. Chọn đâu vô đọc lỗi luôn nè. Vô đọc lỗi luôn. Yamaha. Rồi vô phần đọc lỗi thử đi. Cái nó báo xanh.
Rồi đọc lỗi luôn. Enter luôn. À, chưa mở khóa. Rồi thoát ra. Rồi đọc lỗi lại. Tại sao chưa 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 thoát ra hết, thoát ra từ đầu luôn. Thoát ra từ đầu. Thế nào tới rồi động cơ vô lại đi. Rồi xuống Yamaha. Rồi đọc lỗi. Tại sao lại báo lỗi ta? Đúng rồi mà. À, trước 2018 nữa. Trước 2018 này. Hồi nãy mình là sau 2018. Không được phải không? Vô có được không? Nếu không được thì vô trước 28. Rồi ok, trước 28 đi. Cá đi, rồi trước 28. Rồi, thử đi. Đó, đúng rồi đó, tắt khóa mở khóa lên. Rồi ok, enter. Không bao lâu, rồi. Vô chức năng kích hoạt đi. Kích hoạt kiểm tra kích hoạt. Rồi, tắt khóa mở khóa. Cái quy trình của Yamaha mệt quá ha. Rồi xuống mô pin. Rồi cái cầm ở dưới giùm nha, đưa sát vô giùm nha. Có nghĩa là mình kiểm tra cái phần mà kích hoạt á anh luôn. Có cái buri ở ngoài không? Lấy buri kim vô, rút cái chụp kim buri được rồi. Đúng rồi. Rút cái chụp buri lấy rút ra ngoài rồi kim cái buri vô. Tại nhiều khi mà cái chức năng này nó mình không biết nó bị ở đâu á. Rút ra đó, rút ra thôi, rút ra khỏi buri thôi. Rồi lấy buri khác kim vô. Buri đó có đó không hay mở ra luôn rồi. Mở ra lấy cái buri đó kim vô cái chụp. Ok, vô y như thử buri vậy đó. Xem chưa? Coi nha, coi có đến lửa không nha. Rồi, enter đi. Đó không? Enter luôn. Nè, bắt đầu nè. Mobi đến lửa, hiện tại của nó là chưa nè. Nó kêu mình ấn enter để bắt đầu nha. Ngó enter đi ngó, rồi em ngó dưới đánh lửa không đó. Ok nè. Đánh lửa khoảng 3-4 lần á, một lần cái nữa không? Ừ cái nữa đi đó, kể cả bơm xăng cũng vậy nữa. Rồi bây giờ thoát ra đi, thoát ra lên trên đây đâu rồi, kim phun nhắn mua ra đi. Ừ, kim phun đi. Enter đi. Rồi. Khoan nha, lấy đây. Giật mày à. Không, cái này bên kim phun rồi. Bên kim phun rồi. Gắn đi, không sao đâu, kim phun rồi. Còn không kêu bạn gờ cái đầu kim phun thử á. Nghe cái kim nhảy không? Tạch không? Enter đi, enter nghe tạch không? Ok. Thế trong trường hợp này nè, Lương, có nghĩa trong trường hợp mình không xác định nó bị cái nào á. Giống như em không biết là bị kim phun hay là IC hay bị nào, mình anh sử dụng chức năng này nè, anh loại trừ rất là nha. Cả cái motor bơm cũng vậy nữa. Ví dụ xe này hiện tại, ví dụ anh mở lên đề hoài motor không bơm, mà mình không biết bị motor bơm hay là bị IC, anh cứ việc giả lập tín hiệu cho em đi. Nếu mà giả lập tín hiệu mà nó vẫn không hoạt động nữa rồi đó, biết là chết con đó rồi đó. Đây, trong này nó sẽ có một cái con này nữa nè. Cái phần reset này nè. Vô phần reset One EICB á. Mấy anh em đang ngán mấy con này nè. Tại khi mà cái van mà điều khiển ranty của anh á, khi mà anh tháo ra rồi mà anh lắp vô không đúng á, mấy anh em phải canh từng ly đưa vô để không nó bị òa ra hoặc là mất ranty. Anh vô đây hồi. Rồi, xe này không chở, xe này không có. Có nghĩa những xe có anh vô đây nè, anh sẽ là reset lại cho em. Nó sẽ hết. Như ly đó hôm qua họ ra của ly đó hay bún ra không? Không, như thằng này hiện tại là hỗ trợ cho dòng Yamaha, tại Yamaha nó khó, còn ly nó không có. Còn Honda nó Yamaha không có. Yamaha làm thủ công không à. Ừ. Xe không biết xe nào, xe giống cậu Văn đợt bị. Thì anh Lâm á. Chết rồi, mẹ họ chết rồi, nó thống. Nó rồi, nó chết rồi. Dễ dạ. Kể cái quạt má quạt con này không có quạt phải không? Con này có quạt, nó sẽ lên quạt, đúng rồi.
con nẹt mới có quả. Con này mình hết rồi. Như đây đủ chơi rồi. Đèn pha cốt nữa nè. Pha cốt này bên led. Bên hệ thống led.